Rồi xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái cờ lê lực của hãng Tonichi, model là FTD100CN2 gạch đất ha. Cái này là cái tua vít lực nha ha. Cái này là cái tua vít xiết lực đây ha. Đây, cái model của nó đây ha. Đây. FTD100CN2 gạch đất ha. Khoảng đo của nó là từ 10 đến 100 cm mét. Độ chia nhỏ nhất là 2 cm nhân mét ha. Đó. Đây. Đó, nó có đầy đủ hết. Đây. Rồi. Đây là số series ha. Đây cái đầu của nó đây. Cái đầu tiếp đây ha, cái đầu để chúng ta gắn cái vít lên ha. Rồi này, đây nó có cái thông số cài đặt đây ha, nó có cái kim này ha, cái kim để cài đặt đây ha. Đây. Bây giờ thì chúng ta thấy đây nó còn có cái cái giấy xuất xưởng ha, tiêu chuẩn xuất xưởng certificate of qualification ha. Và catalog của bên hãng ha. Này là những cái đầu bít tương thích với nó ha. Những cái dạng ha, những cái dạng đầu bít có thể dùng cho cái tua vít lực này ha. Đây nó có thông số đây ha. Những cái thông số kỹ thuật này có. Những cái đầu bít này thì chúng ta có thể mua ở ngoài chợ, nhà nó mua ở Việt Nam nó rất là dễ mua. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.